duyên chất ngọt để ăn cái này. Để bảo cái mắt để ăn cái này. Dạ. Là do mình trồng trong chậu, với là mình trồng sau khi mình trồng một tháng là nó đã ra quả rồi. Cái chùm dài của nó là khoảng cỡ 18 phân, khoảng 16 đến 22 phân, trung bình khoảng 18 phân. Ruột nó rỗng hay là ruột ấy anh? Ruột trái hả? Trái nó cũng hơi rỗng một tí, rỗng nhưng rỗng không như giống như tiêu đâu, không phải như lọc ninh nữa. Hả? Nó rỗng như lọc ninh nữa. Không, nó cũng bình thường chứ còn không. Trở thành lọc ninh đó. Do mình trồng trong chậu, với là mình trồng sau khi mình trồng một tháng là nó đã ra quả rồi. Cái chùm dài của nó là khoảng cỡ 18 phân, khoảng 16 đến 22 phân, cùng mình quả 18 phân. Ruột nó rỗng hay là ruột ở ấy? Ruột trái hả? Trái thì nó cũng hơi rộng một tí, rộng không như giống như tiêu đâu, không phải như lọc ninh nữa. Hả? Nó rộng như lọc ninh nữa. Không, nó cũng bình thường chứ. Trở thành lọc ninh đó. Do mình trồng trong chậu, với là mình trồng sau khi mình trồng một tháng là nó đã ra quả rồi. Cái chùm dài của nó là khoảng cỡ 18 phân, khoảng 16 đến 22 phân, trung bình khoảng 18 phân. Ruột nó rỗng hay là ruột ở ấy? Ruột trái hả? Trái thì nó cũng hơi rộng một tí, rộng không như giống như tiêu đâu, không phải như lọc ninh nữa. Nó rỗng như lọc ninh nữa. Không, nó cũng bình thường chứ không phải lọc ninh nữa. Yeah.
do mình trồng trong chậu. Với là mình trồng sau khi mình trồng một tháng là nó đã ra quả rồi. Cái chùm dài của nó là khoảng cỡ 18 phân. Khoảng 16 đến 22 phân. Cùng mình khoảng 18 phân. Ruột nó rộng hay là ruột ấy? Ruột trái hả? Trái thì nó cũng hơi rộng một tí. Rộng nhưng rộng không như giống như tiêu đông. Không phải như lọc ninh nữa. Hả? Nó rộng như lọc ninh nữa. Không không không. Nó cũng bình thường chứ còn không. Trở thành lọc ninh đó. Đây là do mình trồng trong chậu. Với là mình trồng sau khi mình trồng một tháng là nó đã ra quả rồi. Cái chùm dài của nó là khoảng cỡ 18 phân. Khoảng 16 đến 22 phân. Cùng mình khoảng 18 phân. Ruột nó rộng hay là ruột ấy? Ruột trái hả? Trái thì nó cũng hơi rộng một tí. Rộng nhưng rộng không như giống như tiêu đông. Không phải như lọc ninh nữa. Hả? Nó rộng như lọc ninh nữa. Không không không. Nó cũng bình thường chứ còn không. Trở thành lọc ninh đó. Đây là do mình trồng trong chậu. Với là mình trồng sau khi mình trồng một tháng là nó đã ra quả rồi. Cái chùm dài của nó là khoảng cỡ 18 phân. Khoảng 16 đến 22 phân. Cùng mình khoảng 18 phân. Ruột nó rộng hay là ruột ấy? Ruột trái hả? Trái thì nó cũng hơi rộng một tí. Rộng nhưng rộng không như giống như tiêu đông. Không phải như lọc ninh nữa. Hả? Nó rộng như lọc ninh nữa. Không không không. Nó cũng bình thường chứ còn không. Trở thành lọc ninh đó. Mình trồng trong chậu. Với là mình trồng sau khi mình trồng một tháng là nó đã ra quả rồi. Cái chùm dài của nó là khoảng cỡ 18 phân. Khoảng 16 đến 22 phân. Cùng mình khoảng 18 phân. Ruột nó rộng hay là ruột ấy? Ruột trái hả? Trái thì nó cũng hơi rộng một tí. Rộng nhưng rộng không như giống như tiêu đông. Không phải như lọc ninh nữa. Hả? Nó rộng như lọc ninh nữa. Không không không. Nó cũng bình thường chứ còn không. Trở thành lọc ninh đó.